Lâu. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả một lần nữa nữa mọi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng soi sơ vào sơ đồ của cao thủ gà con, một trong những ạc cô lông đao, và đang có thể nói rằng một ạc cô lông đao tiên phong, kim tiên phong của ban hội H này mà. Ngày hôm nay thì gà con có cho mình là top 1 với 124k điểm. Đó, 375 người chơi. Một tỷ lệ giết người khá là khỏe. Và giết 4 đồ sơ và tử vong 32 lần và liên chạm 52. Và chúng ta cùng xem xếp đồ của cao thủ này sẽ như thế nào thôi. Ngày hôm nay thì Khả đang đánh tống kim khá tốt, đang top 5, top 6 luôn, rất mạng rồi, treo giò luôn mà. Khỏi đánh luôn, đứng thủ số nãy giờ luôn mà, không có top luôn. Rồi anh em cùng xem sơ xếp đồ này mà. Thì anh em đã biết thì hiện tại gà con đã cái mình nó là dòng tiêm phong, cho nên cũng có một cấp trên đo. Đó. Rồi, chắc chắn sẽ có dòng cái tiểu 90, cái cuốn mà tuyệt thớ 90 á, tuyệt thớ 90 sẽ tăng một cấp kỹ năng nữa cho chiến ít, và càng khôn hai cấp nữa là ba cấp. Rồi, hiện tại đang có 4 kỹ năng này mà. Hiện tại anh này không phi phong nên đâm ra đang có 4 kỹ năng của dòng ngạn thiết tiêm phong, đó là của lông đao. Và chúng ta cùng xem xét đồ. Hiện tại xét đồ gà con đang có cho mình đó là một giá trị kháng cả 18, kháng loài 5, một ngọc bội kháng cảnh 5, kháng độc 30, mắt độc hoàn toàn. Đây là ngọc bội cực phẩm, băng băng cực phẩm, đồ top vừa rồi, đồ top trước nha mọi người, đồ top trước ra nha. Một nhẫn kháng băng 28, một nhẫn kháng hỏa 30. Một xét đồ có thể nói là một mắt pin này mà. Xét đồ có thể nói là mắt pin. Tổng xét đồ này thì xét đồng ba này trên dưới hơn 20 này mà. Hàng người trên dưới gần 20 này mà. Gần 20 hơn hơi cao, gần 20 thôi. Tại vì ngọc bội này cũng hơn 10 triệu rồi này mà. Đó, rồi ba món này nữa thì tương đương gần chục triệu rồi đây. Nói chung là tương đương gần 20 triệu ở set ăn băng này. Rồi, anh em cùng xem qua. Đây là một cái đao có thể nói là một cái đao xương tinh, thiên niên hàng thiết, mắt độc hoàn toàn. Với sát thương lý 50 điểm, sát thương phần trăm 100, bình sát 120 và tốc đánh 40. Một cái đao có thể nói quá đẹp và xương ngạo cung lông. Đó là skill chống phái 3 cấp. Quá trời quá đẹp anh em ạ. Anh em nhìn sơ qua thì cái đao này không có gì để chơi anh em ơi. Đao này mắt độc hoàn toàn và ở với cái hướng là top 1 ban hội vừa rồi anh em ơi. Top 1 ban hội vừa rồi đạt được cái đao này nha anh em. Đó. Và cái đao này trị giá hơn 20 triệu anh em ơi. Không biết là mua bao nhiêu mà Khải nghĩ chắc chắn 100%. Trị giá hơn 20 triệu nha anh em ơi. Anh em nào bỏ 19 triệu ra anh em mua không thì không bao giờ có nổi nha. Đó. Một đao thực sự là mắt biến hoàn toàn. Đi kèm với một đai lưng xương tinh, phòng thủ lý 28, làm chậm 47, thời gian chống 30 và hô phân pháp một cấp, một cấp kỹ năng hô phân pháp. Hiện tại cái đai này có thể nói một đai mid anh em ạ, một đai min. Một đai min mà ở ép của đai này phải trên dưới 10 triệu anh em ơi. Ép đai này trên dưới 10 triệu nha. Tầm này thì ép rẻ rồi. Rồi tiếp tục là sử một cái nón kháng hỏa 25 chống 40. Sinh khí 19, sinh lực cũng lực. Và một bao tay kháng hỏa 25 chống 40 là đang có 80 chó này mà. 80 chó mà kháng hỏa khá đẹp. Một cái áo phòng thủ lý làm chậm, thủ lý làm chậm 23 40 phụ hồi 40. Đai lưng này làm chậm thủ lý cũng nói rồi. Một đôi dây 40 29 kháng loi và chuyển hóa sát thương và 10 chuyển hóa sát thương sinh lực lực. Thì tổng sơ qua thì này đang có là khoảng 80 làm chậm. Đó, 47 với 40 là 87 làm chậm. Kèm hiệu ứng chón thì 40 80, kèm cái này 30 đã là 110 chón nữa mày. 110 chón. Đó quá dữ. Một con ngựa phần thưởng khảo nghiệm cao thủ gà con top 1 cá nhân đầu server nha anh em, top 1 cá nhân đầu mùa. Nói chung là server cũng được 4 tháng hơn rồi, thì đây là con ngựa đầu tiên và gà con đã giành top 1. Một chiến kháng cả một phi vong kháng cả 10, một chân sức tiếp biên tinh kháng cả 5. Hiện tại với lượng kháng như này thì này kháng khá cao này mà. Rồi, ở đây nhìn sơ qua thì ngày hôm nay thì sợ là cả gà con đánh là có thể nói là con lông đao, với tầm hiện tại bây giờ thì con lông đao này có thể nói là con lông đao no 1 server. Đánh tông kim thì auto top 1 này mà. Thực sự với hướng này thì đánh một trận tông kim mà tầm 170 bạc trở lên thì con lông đao tầm này nó chém khỏi phải bàn này mà. Khỏi phải bàn này mà. Đó, khỏi phải bàn luôn. Đó thì anh em nhìn sơ qua thì đừng quên ủng hộ cho cao thủ gà con. Một like cho sẽ ủng hộ cho anh em ơi. Và ngày hôm nay thì gà con đang có cho mình là 4 kỹ năng vẫn có nè mày. Còn cái này đang mang kháng cảm 10 nha. Rồi. Anh em theo dõi đừng quên ủng hộ cho cao thủ gà con, một like cho sẽ ủng hộ cho nha mọi người. Chung thì điểm sơ qua thì cái này là hơn 20 nè, cái đao này hơn 20, cái đai lưng này hơn 10. Còn lại món tiêm này hơn khoảng 5 triệu hơn nữa đây. Thì nói chung là con buôn con tiêu này đồng sẽ vừa là gần 7 8 triệu đó nè. Tầm này thì rẻ rồi. Chung là tổng set đồ này khả nghĩ trên dưới cũng hơn gần 70 triệu nữa mà. Gần 70 triệu set đồ này. 20 40 50 55. 55 những người này cho khoảng tầm 6 củ nữa đây. Thì hiện tại là khoảng hơn 60 nữa mà, hơn 60 triệu. Hơn 60 triệu ở set đồ này nha anh em ơi. Chưa tính cái ạc nha anh em. Đặt thì tầm này thì mắt sách vỡ và lắm, tại cái này không nói rồi. Cái này trên dưới 60 triệu này mà. Rồi, anh em theo dõi video đừng quên ủng hộ cho cao thủ gà con, một like cho ủng hộ cho anh em ơi. Ok, hẹn anh em ở những video sau đồ tiếp theo nha. Bye bye mọi người nha.